vì Nam muôn phái võ đạo sáng tạo dân Việt Nam. Vô vì Nam đây nguồn sông anh dũng bất khuất của cháu con Lạc Hồng. Vô vì Nam nơi rèn đúc thanh niên thành người hữu ích hiền năng. Vô vì Nam truyền vào tâm tư thanh niên một niềm tin lên hương, một tình thương bao la, một hoài bão cao xa, quyết vì đất nước nêu cao gương hy sinh, điểm tô non sông uy nghi.